sao ta gặp nhau, đẹp quá, bức tranh quá đẹp, có hồn quá trời, bức tranh quá là có hồn, to có hồn quá, trời ơi tranh đẹp quá rồi, vậy là ta thành công rồi. Em từ đâu đến mà giọng ca của em đã làm cho rắn rít bò cạp từ dưới hang cũng phải chui lên. Bao nhiêu con hà con heo bên hàng xóm đã kêu rồi đấy, tiếng gà đã gáy trên ngọn tre. Em ơi em từ đâu đến, có phải giọng ca của em đó không? Giọng ca của em với con có ai nữa? Ai vừa mới nói vậy? Ai em đến chứ ai nữa anh? Trời, tiếng nói của em sao mà kinh khủng vậy? Anh ơi, tiếng nói của em chứ còn có ai nữa hả anh? Ôi, tiếng nói nghe thanh thoát quá. Nàng đẹp như một thiên thần. Nàng ơi, có phải là nàng đó không? Có phải là người ta đã tạo ra không? Khổ ghê vậy. Người ta nói là chính anh là tạo ra tôi. Mày giờ cứ cố mắc hỏi gì chứ. Có phải nàng không? Không phải tôi chứ còn là ai nữa? Làm cái gì vậy? Làm cái gì quả sĩ? Vẽ người ta cho đã. Rồi người ta bước ra. Rồi hỏi nàng là ai? Làm cái gì mà há hốc giờ người ta vậy? Làm cái gì mà con mắt ra đi bự giấu bù vậy? Hả? Hồi nhỏ có đi học không? Gặp người ta, gặp con gái, tại sao không quanh tay chào? Chào đi. Ờ vậy được á. Trời, ca sĩ sao mà nói chuyện nghe thô lỗ quá vậy? Tại chàng đó. Hả? Ai biểu chàng gặp em mà chàng không nhận ra em? Em chính là người mà chàng đã tạo ra đó. Em chính là người mà chàng đã từng mơ ước đó. Em cũng chính là người mà chàng mong muốn được kết hôn đó. Chàng ơi, vậy mà sao chàng nghi ngờ em? Em giận chàng. Em giận chàng đó. Em giận chàng luôn. Em giận chàng luôn. Khoan, cho anh tâm sự riêng mình chút xíu coi. Ca sĩ gì đâu mà trở mặt nhanh quá vậy? Mới vừa hồ đồ đó, rồi hiền từ đó. Thì khổ ghê vậy đó. Không sống trở qua trở lại vậy nè, thì làm sao mà bắt nạt được mấy thằng bầu sô? Đúng không? Mấy bầu sô đâu có hiền đâu. Biết Hữu Lộc không? Hữu Lộc biết. Biết không? Biết. Hình như là giám đốc công ty Cắt Tiền Nụ Cười mới đó. Phải như vậy mới bắt nạt được nó. Chứ lúc nào cũng anh ơi, anh Linh ơi, anh Linh ơi, thì làm sao là sống được, đúng không? Đó, trốn mắt nhìn cái gì? Nàng ơi, biết Hoài Linh không? Biết, có phải nàng là ca sĩ không? Anh ơi. Hả? Chính em là ca sĩ của anh đã tạo ra đó. Em đây. Nhưng nàng phải chứng minh cho ta thấy là nàng đúng là một ca sĩ chứ. Hồi nãy giờ tưởng đâu là... Là ai? Khó nói quá. Tại sao lại khó nói? Sợ cái dù nó phóng trúng. Nếu nàng là một ca sĩ, nàng hãy hát và chứng minh cho ta thấy nàng có tài đi. Trời ơi, anh không biết đâu, em hát hay lắm đó. Hát đi. Em hát nha. Anh biết không á, nhiều người xin chữ ký của em đó. Chính em cũng xin chữ ký của em nữa đó. Anh biết không, em hát hay quá, nhiều khi á em ái mộ em. Trời ơi, thiếu điều em muốn đem em lên bàn thờ luôn á. Anh không biết sao, em đã làm rồi. Em quạt hình em thiệt lớn, em để cái bàn phấn của em á. Trước khi mà em đi hát á, là coi như em tắt nhang, em về em giải ba lại xong rồi em mới đi hát á anh à. Vậy em sẽ hát cho em nghe nha. Khủng như vậy, ca sĩ không phải là vậy, ca sĩ phải hát đàng hoàng chứ, ca sĩ hát lên như tập tạ. Không phải đâu anh ơi. Đi. Anh bình thường em hát hay lắm, mà không biết sao bữa nay giọng em mới giật cục. Thấy chưa, hát mà bão tố cuồng phong tới luôn, nó muốn bà vô trong cái tranh này nè. Không phải đâu, tại
tại vì em hát hay quá, cho nên đó là tất cả mọi vật đều nghiêng ngả anh ơi. Nghiêng quá hả? Con này... xíu không có tôi đỡ nó đè mà chết rồi. Đi vô đi. Con gái nhà ai sao mà ngoan? Đi sao vô. Sao mà đẹp, sao mà hiền? Con gái nhà ai sao mà ngu, sao mà điên, sao mà nhục, sao mà hèn? Vô. Ta xé cái tranh này cho rồi. Trời ơi. À! Rồi em đi vô nha. Ca sĩ mà kinh khủng vậy trời. Trời, ba chợ búa tới bắt ớn luôn à. Ba chợ búa trên sân khấu luôn mới ghê chứ. Người này đâu phải là người mà ta muốn quả. Người ta muốn quả chắc chắn phải đẹp hơn kìa. Ca sĩ, hồi nãy ta vẽ hơi bị lố tai hay sao á. Cái thanh quản nghe nó ồ ồ quá. Bây giờ phải vẽ giọng ca nào mỏng manh hơn một chút. Mỏng manh hơn một chút mới được. Đúng rồi, ta phải vẽ lại một bức tranh khác. Anh ơi, cái dây thanh quạt. Nãy em nghe la ối gì ông chung mùa này hả? Hả? Em nói rồi phải ăn cơm uống nước chứ thôi bị khùng á. Thôi. Anh nói cái gì ông chung? Pha ăn một... cơm không? Nấu cơm. Anh không có ăn cơm. Không ăn thiệt hả? Ờ, bây giờ anh vẽ. Pha một cho anh đi. Con đây nè. Cũng cải nữa thấy không? Ờ thôi để đây. Lấy về thùng cột. Giờ tôi vẽ đó. Chờ gắt chút để anh cầm vậy thôi. Chỗ này vẽ sao ta? Cho cái đầu cao một chút đi. Rồi. Nhột mà con chấm chấm ngay bụng con nó. Đưa lên. Đi vô. Không biết. Bộ vậy à? Xong rồi. Đẹp quá. Ô, cái dáng này mặc dù không hợp với cái khung vuông nhưng cũng đẹp lắm đây. Bây giờ chỉ cần cái chân nữa là xong. Ha ha. Đẹp quá. Bức tranh này chắc chắn sẽ hoàn hảo. Từ khi gặp mến anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Cái nét vẽ của ta có cái điều gì đó hơi lạ lạ. Hả? Chết rồi, bận bộ đồ tân thời quá, tại sao ta vẽ đôi dép Lào? Nhưng không sao, nàng cũng hoàn hảo lắm. Nàng ơi, có phải nàng từ trong tranh bước ra đó không? Nàng từ đâu đến? Em trong tranh. Tiếng nói thanh mạnh quá, thanh quản đã thành công rồi. Em ơi, vậy em tên gì? Em tên Tiểu gì? Tử. Con gái mà tên Tiểu Tử thấy gớm không? Còn một chữ lót là
yến. Nhưng em sợ đọc dài chàng nghe chàng chàng mệt thôi. Có lẽ lần đầu tiên gặp ta nên nàng khó nói, nàng cứ ấp a ấp úng mãi. Em ơi, chàng nói chính xác. Dạ. Ôi, nàng thật là đầm thắm dịu dàng, nàng diễn tả ca khúc thật là sâu lắng. Nàng ơi, giọng hà nàng hay quá. Cảm ơn chàng. Chàng là người đầu tiên khen em hát. Hay. Dạ. Sao 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 ca 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 quá. Chàng nhại em quá là chàng bom đâu bom đâu. Dạ. Canh mấy cái từ này rồi. tại bị liệu thôi. Mà sao giọng ca của giọng ca nó nghe một lần nữa chàng nhả em quấn là chàng chết ngắt. Dạ chết cha. Nói nghe nè, ủa sao giọng ca của nàng trơn tru mà nàng nói chuyện cà lâm quá vậy? Có khó gì đâu, chỉ cần một ít thời gian. Dạ. À. Là sẽ hát mệt quá. Được ngay mà. Nhưng mà tôi không hiểu cái đó là như thế nào. Chàng dảnh cái gì? Dảnh cái lỗ tai. Dảnh. Dạ. Cái lỗ tai biểu dảnh không biết dảnh cái gì. Dạ. Nghe em hát nha. Hát đi. Music. Dạ. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh, tưởng rằng em chưa mất anh, thì ra chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa, cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh. Ủa sao diễn tả? Nhiều đêm nằm mơ về anh, giật mình mới biết mất anh. Ngáp hết đi. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát như mong. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Sao lâu lâu nó giật vậy ta? Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về. Thôi, dẹp. Nãy giờ tưởng hát thiệt, diễn tả kinh khủng quá, cuối cùng là nhét miệng. Chàng nói chính. Làm vậy mà coi được hả? Là một ca sĩ lên sân khấu mà đi hát nhép miệng là sao? Tại hôm nay xui gặp cái người chỉnh anh giống như nên như quỷ. Tại sao làm ca sĩ mình phải biết tự trọng chứ? Mình lên sân khấu mình phải biết tất cả bao nhiêu người ngồi ở dưới là cái gì, là khán giả của mình, người nuôi mình. Tại sao mình đi lừa làm người ta, làm như vậy là không đúng. Cô hiểu không? Cô không phải là người mà tôi muốn vẽ. Tôi muốn vẽ một người ca sĩ hoàn hảo. Hát như vậy có sao đâu. Tại sao em hát chàng lại không không muốn nghe? Không cho. Nhưng mà có nhiều người hát giống em mà sao chàng lại trách em? Dạ. Trách em là tại em trực tiếp em hát cho tôi nghe. Nhưng mà chàng phải thông cảm, tại vì giọng nói em vậy, sao mà em sao
làm sao mà tao văn cho được. Đúng không? Không không sao. Chỉ cần một ít thời gian. Không, giờ là sẽ hát được ngay mà. Một ca sĩ người ta sau một bài hát là 5-6 ngày, còn em chỉ còn 5-6 tuần. Không, tháng. Là sẽ hát. Trời ơi, tôi không muốn đi vô. Đi vô. Được. Cô không vô tôi xé đó. Thôi. Chàng để em tự xử. Dạ. Cái gì? Xin phép tao lấy cái nón. Nón la. Nón gì? Nón. Nón la. Không, nón xương. Trời ơi, tôi điên với con ca sĩ này rồi. Đi vô. Thôi. Chàng để em tự xé. Xẹt. Hỏi cho em xẹt. Trời ơi, bà Cà Lâm bà xé tới chừng nào cho hết. Trời ơi, con ca sĩ nó khùng quá. Mà không khùng đâu phải nghệ sĩ trời. Không lẽ ta không vẽ được một cô ca sĩ nào hoàn hảo sao? Hồi nãy ta vẽ cái nét ngay chỗ cái dây thanh quản nó mảnh mai rồi, nhưng nó đùng trở lại. Hèn gì nó Cà Lâm quá. Phải vẽ lại. Ta phải vẽ lại một cái khác hoàn hảo hơn mới được. Trời ơi, này cái mi đang rất giật mình luôn. À, ta phải vẽ lại. Chắc chắn kỳ này sẽ đẹp. Lần này ta vẽ phải đẹp thôi. Nãy vẽ mà nó rảnh quá, nó không có công cụ gì làm, nó nói tầm bậy không. Ca sĩ là phải biết một chút xíu thanh nhạc, ừ quất cho nó cái đờn đi. Rồi, đẹp à. Chết cha, mình vẽ sao mình chừa cái khoảng này nhiều như vậy. Ca sĩ này chắc chắn sẽ lùn lắm đây. Nhưng không, dù sao nàng ấy vẫn đẹp. Chắc chắn là phải đẹp. Lần này ta đã vẽ thành công một bức họa của một cô ca sĩ mà ta mong muốn. Đẹp quá. Ca sĩ không? Dạ. Tại sao ăn mặc thấy bắt gốm vậy? Dạ, em là ca sĩ của thập niên 60 đó anh. Chết rồi, nét cọ của mình đã đưa nhiều nếp nhăn quá. Hèn gì nó ra giống vậy. Nhưng nàng ơi, nhưng bài hát nó không hợp với nàng. Hợp chứ, hợp lắm anh. Modern giờ á, hip hop giờ đó anh. Hip hop? Dạ. Hip hop người ta trẻ, người ta hip hop được. Bây giờ già quá hết không nổi còn đâu mà hốt. Anh ơi, em... Nhưng nàng dù sao cũng có một phong cách lạ. Dạ. Nhưng nàng ơi, nàng có thể nào đổi phong cách không? Dạ được chứ. Cho hợp với ta nè. Nếu chàng không thích nè, em sẽ đổi phong cách khác cho chàng. Ừ, đổi đi.
đờn hợp lý quá. Cái gì vậy? Mỗi cái càm quá chàng. Để vậy cho nó tiện. Bắt đầu nha chàng. Nàng mới đơn thai gì? Mía lao. Ai mới sáng tác bài này ta? Bài dân ca mía lao này ai mới sáng tác? Không phải dân ca đâu chàng. Bài này là nhạc nước ngoài, bài mới Cô Đa Sông Đô Mê Lao. Cô Đa Sông Đô Mê Lao hả? Dạ, để em đơn lại cho chàng nghe nha. Cô Đa Sông Đô Mê Lao, Đô Mê Lao, Mê Lao, Cô Đa Sông Đô Mê Lao, Cô Đa Sông Đô Mê Lao. Nói nghe nè, bài này phối lạ quá, không có hợp, bài này cũng không hợp với phong cách của nàng. Vậy hả? Em đổi bài khác, đúng thập niên 60 nha chàng. Bắt đầu nha chàng. Đổi đi. Thao lòng tuyệt tuyệt à, mỗi hôm nào à, chẳng ghét cái gì. Sao vậy? Dạ thưa, đứt dây đờn rồi chàng. Ủa con mắt bị cái gì đó? Dạ đứt dây đờn, cái nó mút con mắt con găng đâu dưới kia. Trời ơi, vậy có một con mắt làm sao đi hát? Dạ đi hát được chứ. Trước đây em đi ca tên ba chữ nổi tiếng dữ lắm. Ví dụ như Ưng Hoàng Phúc nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, Triệu Hồng Ngọc nè, Ngô Thanh Vân nè, tên em cũng ba chữ. Tên gì? Nguyễn Thị Hương. Ủa tên gì cũng lạ ta. Dạ lạ lắm, B.I. giống chứ mày chứ mình dân quen bê ra vậy đó anh. Mà bây giờ đuôi con mắt rồi sao hát được? Dạ vẫn hát được chứ, tên cũng ba chữ nhưng đổi chút đỉnh thôi. Tên gì? Độc Nhãn Long. Dạ. Rồi đi hát ở đâu? Dạ được chứ, em bỏ cái nón xuống vậy nè. Đó, xong ca sĩ Độc Nhãn Long kéo lết lết một chút cái đẩy nón nè. Hợp với phong cách đó hả? Dạ. Phong cách năm 60 hả? Dạ. Ta sẽ xử với nàng cho hợp phong cách năm 60. Dạ. Nàng ơi hãy đứng lên đi. Dạ. Đây, cái nón của nàng đây. Phong cách năm 60 đàn ông rất ga lăng. Ta mời nàng. Dạ. Vô đi bà nội. Dạ. Trời ơi. Em kéo chút đỉnh. Trời ơi xe. Tay gốm vậy trời. Bó tay luôn rồi. Ta đã bất lực. Ta không dễ được một người ca sĩ nào mà ta mơ ước mà hoàn hảo cả. Sẽ một tấm khác, tấm này chắc chắn sẽ đẹp hơn. Đạt hạ chửi ta hả? Còn lâu, ta sẽ vẽ cho mày coi. Ta sẽ vẽ cho mày coi. Ta đã phát quả rồi, ta sẽ chưa vẽ thôi. Ta phải vẽ mới được. Cái cỏ ta đâu? Cái cỏ ta đâu rồi? Cái cỏ của ta đâu? Cái cỏ đâu? Bây giờ ta phải vẽ. Ta vẽ một người thật đẹp, đẹp như lòng ta mơ ước, một ca sĩ hoàn hảo. Nàng ơi, có phải nàng ở trong tranh chăng? À hả?
Hình như sao kỳ vậy ta, nghe cọ mình có bị lố tai không? Hồi nãy ta dễ nghe cọ thanh mảnh, sao con người bây giờ ô về quá vậy? Tại sao vậy? Lem mực á. Nhưng dù sao nàng vẫn có dáng dấp quý phái, vẫn có cái nét lạ hơn mấy người khác. Thanh Kiều. Kiều Anh thôi chứ. Nàng cho ta hỏi, nàng tên gì? Tên chi em biết, tên chi anh hỏi chi? Hỏi cho biết chứ hỏi chi? Tên chi, tên gì em biết là em chết liền. Sao vậy, tên em phải biết chứ? Từ khi anh vẽ tôi tới giờ anh chưa có đặt tên. Ê ông cả xíu, tên em là gì vậy anh? Để anh vẽ tên em vô. Cái này lỗi của anh. Em có tên rồi. Thanh Kiều. Em ơi, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Em bước vào tuổi 15. Sao xuyến lòng lúc em mới 15? Em có đặt lộn số không? Em có đảo số không? Mặt em vậy mà mới 15. Tới khi 17 em đi lấy chồng. Trời ơi, vậy bây giờ bao nhiêu tuổi? Qua năm 18 em hết ở không. 19 em xin dính, vì em dính bầu 4 đứa ở trời. Quên. Chị, em ở đâu? Lọt băng, lọt lầu. Ý, nãy giờ cỡ này không lọt lầu cũng té giếng nè. Lọt lầu, à em mới trên lầu em lọt xuống. Mà nị thâu thâu bên dâu, quỳnh bán dâu. Bán dâu, bán dâu chỉ có ở Đà Lạt. Lẽ gái Đà Lạt. Ở Đà Lạt hả? Màn thâu thâu, màn thâu xình, mà bán dâu ở bên Phường 2. À, ở bên Phường 2 hả? Bên Phường 2 nhưng mà đường nào mới biết chứ? Đường lên dốc đá, đất quý nhân gây đón chân chàng tới. Ủa, dân Quy Nhơn hả? Phải rồi. Em ở Quy Nhơn. Quả trời. Còn bến Thượng Hải là quê nhỏ bạn. Bà rảnh ghê mà hỏi quê bà đâu, bà trả lời quê nhỏ bạn là sao? Trời ơi, Quy Nhơn á. Anh Biểu. Hả? Anh có tin em thở một cái anh bay qua bên kia anh ngầu vậy? Sao anh nhái tiếng em vậy anh? Đâu có nhái đâu. Rõ ràng, nhái rõ ràng đây mà. Nhái đâu? Rõ ràng cái chữ đâu đây mà, nhái chữ đâu đây. Không hơ. Trời ơi, không hơ gì, cho rõ ràng rồi nè. Nè, em nói cho anh biết em là một ca sĩ đúng nghĩa. Anh thấy từ nãy giờ em có miếng âm nhạc, miếng lép sinh nào không? Một mình em hát, một mình em ca. Vậy mà anh nhái tiếng em gì trời không được nha. Có nhái đâu trời. Trời ơi, rõ ràng là nhái đây nó cãi nữa. Cái thằng này nó lì gơi trời. Nó lì mà, cãi đâu cãi à. Nè, cãi một tiếng nữa thôi là tôi bẻ từng bộ phận ông, tôi xỉa răng ông. Ông có tên ông nè, bốn bức tranh đây nè, nằm mỗi một cái tay, một cái chân, một cái tay, một cái chân mà không có vô kẹp đó nha. Có tên điều đó không? Chị mệt mê gì vậy? Trời ơi, nó nhái nữa là trời ơi, tao đánh không mày. Không phải nhái đâu trời. Mày vẽ sao mà dòm tao như thằng ạc nôn vậy trời ơi. Nhái tiếng xong rồi nhái hình trời đất ơi, sao vậy hả mày? Không, bây giờ đồ lại lấy gom bớt lại đi chứ nó bự quá trời quá đất rồi. Ca sĩ ai mướn ông nào hả? Hả? Bây giờ sao đây? Bây giờ mới đứng cái tay. Ta xé bớt cái tay. Trời ơi, xé cái tay rồi. Ép quá trời, ép. Cho mày bóp cổ ta được không? Nè, để tôi ra xong đừng có ý muốn đẻ, muốn bẻ bộ phận nào bẻ nha. Bây giờ bẻ cái tay tôi còn hai cái chân, một cái tay tao bóp tôi lòi mắt mày đây là tao. Ao cái thằng viên. Cứu mạng. Cứu mẹ cái chân. Cứu mạng. Dẻ lấy đàng hoàng để bịt rồi. Ôi, ta xé luôn cái chân. Cái tay quẹt hết rồi.
sao? Xé cái chân luôn. Trời ơi, xé cái chân tao còn cái miệng. Thằng họa sĩ gầy còn ôm yêu kia, mày có tin là bây giờ còn một giò một cắn tao cũng bẻ được cái giò cái cắn của mày hả? Mày chửi là hả? Tao chửi mày. Chửi tao thọt cái cây trong ổ mày ra. Rút ra. Tao nói nữa mày rút hết mày hả mày? Mày trả. Khóa luôn, tao khóa luôn cái miệng. Tao to cái miệng rồi hết, nói cho mày. Đi vô. Thôi cho mày có miệng cho mày nói nè. Tao què vậy sao tao đưa nguyên con người mập mẹp của tao vô được, mày nghĩ quá. Cái giò mày bẻ một giò lần sau một giò mà tao đưa con người tao vô được, mày nghĩ quá. Tao dán cái chân lên lại. Trời ơi. Dán rồi xong đứng đàng hoàng đi. Cho tao có ý kiến chứ được hả? Ý kiến gì? Mày dán sao dán cái chân ngược cái quắt đi đằng đây rồi đằng sau đi đây. Không thể nào đi được đây. Bây giờ sửa lại nè. Rồi sửa rồi đó. Bây giờ mày đi được đây. Nói nhẹ tiếng được không? Gì? Ráng mập mập lên quánh tay đầu trời. Trời. Hú dẹp đi. Trời ơi. Ta chỉ thấy gớm quá à. Dẹp 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 hết. Dẹp hết. Tôi không vẽ nữa. Không có một nguồn ca sĩ nào hoàn hảo hết. Không lẽ suốt cuộc đời của tôi, suốt cuộc đời làm họa sĩ của tôi, không bao giờ tôi vẽ được một cái hình nào đẹp sao? Không bao giờ tôi vẽ được một thần tượng nào của tôi đẹp hay sao? Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tàn mờ. Xin âu lo không về qua đây, xin yêu thương dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt rất trao. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nét xinh áo mùa thơ ngây. 900 năm em về tình khôi, đôi tay ta giang rộng hơn hoa. Xin cho ta một cấm gieo ca vui cùng em. Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên cuộc đời, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu lấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung. Rơi buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi quá run run lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin âu lo không về qua đây, xin yêu thương dâng dành mê say. Xin cho ta một cơn gieo ca vui cùng em. Biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi biết đâu biết.
coi 8 không mà có chuyện gì khoan đã. Trước khi lấy cho đi cặp cái đá uống lên hả? Chú Tư, cho đi cặp cái đá đi chú Tư. Ủa mấy người thân chưa tới nữa. Có anh chú Tư. Này nè, nó kêu ai mẹ. Thì mày tên Mén, tôi kêu mày tên Mén. Mày tại vô viên cây Mén là ngày xưa. Tôi nghèo tôi biết tên Mén, bây giờ tôi đổi tên rồi. Ở tên Mây. Mi gì? Mi nhé. Từ cái gì? Ê, ê, ê. Để ý mày giữ sắc nha mày. Cái đồ nhét người ta để ý đất người ta đơn. Trời ơi, cái tương đất nó thiệt nhét luôn á. Trời ơi, mày này vô viên. Bà thấy không, cái đôi dép này làm gì xứng đáng với ngoài được. Tôi mua đi trong nhà má ơi. Giờ tôi vô nhà lại tôi bỏ chúng đi. Trời ơi, nó có đôi dép gì mà xinh được ghê không. Màu sắc nó nổi như là lo. Chuyện gì nói lẹ đi, hỏi quá à. Ui, có cái chuyện này vậy. Ba, tôi đi cà phê đá. Ôi, ba, ly cà phê đen nhiều đường. Chú Tư ơi, cho một ly cà phê đen nhiều đường nha chú Tư. Ừ, mình cứ lấy cái đá. Không có cái đá nha. Kêu lại đi, cho đi rồi. Cái đá cho đổi bệnh, không mất thời gian quá. Chú ơi, chú Tư ơi, chú đi cà phê đá đi nha chú Tư. Nhanh lên đi chú Tư ơi. Trời ơi, có nước rồi, nước rồi, tới đây. Tiền đây, bố ơi. Cái gì nữa đó, đi bà. Gì nữa? Có hàng rồi, tôi có đồ gì vậy? Bố. Bố kìa, bố quay, nó mới bố, 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 làm leo không bố? Tao nói cho tụi bay nghe ha. Không rồi. Nó để cho tao nằm một đống ở công viên. Bố, bố, bố. Mày biến thái á. Đừng lại bố, bố, đừng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy mày? Bố buồn cười không bố? Ê bố, bố không thích làm sao không làm. Ủa chứ con nói với bố rồi, khi mà con sửa lông mày vô cho bố á, bố nói sao, con nói bố hay sao? Bố không làm bảo vệ được thì bây giờ bố đi buôn thứ, bố buồn cười cho bố làm gì bố đánh con. Thôi thì bỏ qua đây, trời ơi, nhức đầu quá à. Con mé mình hả mày? Nghĩ thì trời ơi, bố già rồi mày nghĩ sao mà đè bố giữa công viên mình sơ tay cho bố, mình tâm mày gì cho bố. Trời ơi, bố không vậy nữa, bố thích mình thôi, thích mình vui vui nhát chỗ con được đó. Rồi vui nhát mới làm lại ba đứa con không hả? Bây giờ con đang điên nè, bây giờ con bực bộ quá trời lắm. Bắt tao, 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 nghe tao nói bay nghe, thấy tụi bay vui á, tao giỡn cho vui. Chứ con trai đừng có làm như vậy. Con gái còn thân xanh thân đỏ được, mày nè, muốn thật á, tôi bóng được rồi. Trời, tôi mày quá. Chủ nên lưu giọng cái gì? Tao nói bà mẹ. Trời ơi má nó tiếp trai không sao biết thời gian đâu quan tâm con cái. Hai bạn nói xấu anh tôi nha. Người yêu tôi nha. Yêu mày ở đâu vậy? Người yêu của tôi thì tôi không nói. Là biết sao. Cha gì cho mình là cha. Anh mọi người ngồi ngồi chờ tao đây. Cái đen cái đá gì tôi nghe nói là cái quán này chứa toàn mấy cái mỏ nhiều chuyện không phải không? Có, chứ có thằng em chứ thằng quê thôi chứ đâu chứ có. Dạ, anh Hưng nói đó chuyện này thế này, em á thì em đi làm móng rồi, kia em đi làm neo rồi, mấy mẹ đã kêu đi qua đánh bà rồi, em không nói gì hết, em không hề nói một cái chuyện gì hết, em gì nói em lúc nào em cũng yêu anh hết, còn mấy con mẹ nói gì đó em không biết. Tôi nghe nói là mấy người nói xấu gia đình tôi phải không? Có cái thằng bướm này nè nó nói không à, có con bướm này á. Hai bà đó nha, tôi. Nhà em. Ai trong số mấy người khẳng định dùm thấy mẹ tôi làm chuyện bậy? Ha, coi em không có nói anh ơi, anh hai con mẹ ở đây em không biết. Trời ơi. Bắt ra đi, con chồng tôi có cái gì lắm. Ê, ai thấy? Con mắt này mày thấy không? Ờ, không. Ê, chú chồng tôi thấy không? Ý mà không à. Tao không nói đâu. À, chú Tư ơi, ơi, ơi. Ra đây. Trời ơi, bố ơi, bố ra luôn đấy, bố ơi, trời ơi. Cái công thức cũng yêu anh mấy năm nay rồi. Cái bơi con mới bơ mà giờ quánh con có gì cái bơi con. Em hận anh, em không có yêu anh nữa. Mấy người có biết là như vậy là hại gia đình người khác không? Con nghe cô nói nè. Chị ta cô còn nhẽ thì nhưng mà chị với má con nó cô yêu thân không? Cô không có nói. Tự tao là gì chị nói thân mà cô giận đây. Để chịu cái lỗi cô tự xử nè. Cô đứng tắt rồi đâu em đâu có yêu. Bye bye nha chị Phượng, ngày mai ghé bán em chơi nha chị Phượng. Bà nữa. Ừ, rồi, đâu có nói bà chị cô chú chấp mấy người nhiều chuyện này không? Chọn đi chú Tư.
không có nói gì hết đâu thiệt á. Trời ơi, không có nói gì đâu thiệt, tin tưởng chị đi nha. Không đi về, đi, về đó cho má nhà đó, má đang đợi mà. Hôm qua má hỏi em quá trời luôn á. Má hỏi chị là có thèm con không? Có thì nghe qua đây nè. Đi về lẹ lên má. Một lần nữa đó nha, tôi nghe mà nghe là thầy của gia đình tôi rồi. Giang quán chuyện nghe chưa? Ừ nè, tôi nói cho nghe. Cái tội nọ giờ tôi nói cho nó hoài à, mà nó cứ nhiều chuyện. Chuyện có gì đâu à, chuyện bà Tám thì bà làm gái. Bà làm gái kệ bà đi. Ở chú nữa à? Ở chú bác tôi làm gái. Má ừ chú nha. Chú lớn tuổi nha, nói đàng hoàng nha. Rồi có ý thức. Người ấy và tính tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra người tốt. Ôi chọn đi. Tám không ghét quá nhiều ghét. Bà làm gì vậy? Ủa, con về con uống với ba con. Uống gì ngày nào ba uống nhậu hết. Uống nhậu làm gì dữ vậy mày? Nhậu ngày nào cũng nhậu có gì lạ đâu. Mày biết tại sao tao nhậu rồi cái gì? Tại sao? Má mày thôi. Má con làm cái gì? Mày còn hỏi nè. Làm ba cái chuyện mà bậy bạ chứ làm chuyện gì? Con cấm ba được nói với má như vậy. Sao? Cái gì? Mày bên đây người ta cấm tao hả? Bả làm chuyện bậy bạ, tao nói bậy bạ. Mày không là bậy bạ. Mày nói gì? Bữa nay mày đặt mày binh theo bả, mày binh bả hả? Hả? Tại má chỉ diện thôi, má giấu ba thôi. Chỉ diện cái gì? Má đang hợp không? Không. Chứ không phải làm chuyện bậy bạ như người ta nói. Má hiểu lầm má rồi. Con mới quánh đánh người chuyện về xong nè. Chuyện gì hả? Má về kìa. Má. Bà mới về hả? Về nãy giờ rồi. Nghe hai cha con ông gây lộn nhau kìa. Ông nó lúc nào cũng nghĩ vợ ông như vậy không à? Thì người ta nói quá thì một người nói tôi không tin. Bao nhiêu người nói thì tôi... Bao nhiêu người nói kệ người ta, mình nhìn cái thực tế nè, nghĩ sao tôi như con mắm vậy ai hốt. Điên khùng gì đâu à. Anh đừng cứ nói tôi làm bậy làm bạ hoài à. Bộ không hiểu làm mẹ nữa. Bộ tôi bực bội đó. Bà có giận trời ơi, chết trời ơi. Cái cửa nó khóa. Má cửa vậy. Mấy ngày nó giận ba má khóa phòng rồi đó chứ ai. Bà khóa chứ ai khóa. Ủa. Đào chết mẹ luôn à. Tại má là ai.